Tôi biết đó là anh không có cần tôi, mà tôi lỡ hứa với cô Hạnh rồi. Anh ráng chịu đựng vài ngày đi, rồi tôi biến mất. Biến liền đi. Alo, tôi cần một ông chim gấp. Ủa, bộ cổ là ô xin của mẹ anh thiệt hả? À, chứ tôi đâu dám bỏ tiền ra thuê người mà không tôn trọng mình. Nè, cô định đứng đó lặt ra hoài, không nấu gì tôi ăn hả? Ủa, nấu một đống rồi kìa. Sao dám ăn đồ của người lạ được, ăn vô đau bụng quá. Vậy thì hãy để em trổ tài nấu một bữa tiệc tình yêu để dành cho anh. Em làm đó. Em cười á. Em cười á hả? Dạ. Trời ơi, tướng thì chào bá vậy mà cái giọng như chuột à. Tại em mắc cỡ á. Tại lần đầu em làm đồ ăn cho trai đẹp á, cái em hơi bị áp lực. Không có gì áp lực hết, cứ thả lỏng ra nha. Dạ. Trời ơi, nhìn tô mì hấp dẫn gì đâu á. À, nhìn nè, đó cái trứng có hình trái tim rồi ha. Xung quanh trứng là có tương cà, tương ớt nè. Dạ. Còn mì á, đỡ khô, queo hết ráo nước. Vậy nó mới thẩm thấu. À, nó muốn thấu vô trong hả? Theo mà kinh nghiệm ăn uống của anh đó, anh cảm giác là cái tô mì trứng này nè, nó ngon gấp trăm lần những món bên đây á. Anh biết thưởng thức. Ăn đi anh. Dạ. Phải lấy đây mới được. Ê. Anh cần đút không? Em đút cho. À không, tôi không có bị tai biến. Tôi có hai tay hai chân, tôi tự làm được. Tai biến? Nè. Dạ. Tôi đi giặt đồ đi. Thôi, đứng đây nhìn anh ăn à. Đi giặt đồ đi. À, chú quên chỉ cho cô biết một điều. Trong bữa ăn của tôi á, thường thường tôi chỉ muốn một mình tôi ngồi thả hồn ra, tôi ăn một cách cho thoải mái nhất. Tôi không muốn có là những cái gì mà dập dìu lởn vởn trước mặt tôi. Em hiểu. Chạy. Đem đồ ăn đi chỗ khác đi. Khó chịu gì đâu đó. Ba cái đồ ăn mùi cái ghê ám vô tô mì của người ta. Ê ê ê ê. Hết giờ làm việc rồi. Không ai mượn, để im đó, đi về đi. Dạ. Tôi kêu đi giặt đồ mà đâu phải kêu đi thay đồ đâu. Em giặt xong hết rồi. Đi thay đồ làm chi? Hồi nãy em giặt cái kem giặt mạnh quá, cái ướt hết đồ. Mà lại em có đem theo cái đầm em thay. Ủa, cái cô kia đâu rồi? Về rồi. Trời ơi, tự nhiên cứ đi về à. Nhà có hai người tự nhiên đi về ngại chết. Không, cổ về người ngại là tôi nè. Có gì đâu ngại, trai gì đâu mà kỳ. Kéo vô cáo á. Để. Điên hả? Đi đâu điên? À, không kéo được. Cái tay nè, kéo lên thôi.
tự nhiên tay đau á, như muốn bị tai biến. Vậy hả? Ý vậy là chắc anh, vậy là anh ăn mì em nấu chưa? Trời đất ơi, sao còn nguyên si vậy? Nghĩ sao vậy? Bắt tôi ăn tô mì này hả? Cô nấu dở ẹt. Nấu gì nấu cho heo ăn hả? Tôi ăn vô thành con heo luôn à. Là mì em nấu không ngon à? Không. Nhưng mà em ngon. Là anh ăn nhanh đi. Gì vậy? Gì vậy? Đứng im đó. Cấm bước qua này nghe chưa? Từ bây giờ tôi tuyên bố là tôi đuổi về cô đi về. Không về. Không về. Xạo hoài à. Hồi nãy em thấy anh thích ăn mì nở tè lè, vậy là em biết anh thích em rồi. Em có xạo. Ây. Đụng vô chi vậy? Mẹ nè, cấm đụng vô nha. Đụng á là biết tay tôi á. Cấm đụng hả? Đụng nè. Anh là thanh niên trí thức, không lẽ anh động tay động chân với một người con gái yếu mềm như em? Yếu mềm chứ. Anh thanh niên ơi, anh thanh niên năm nay đã ngon ngang 30 rồi, nhưng hôm nay thì anh sẽ trở thành một... Trời ơi, buông xuống ra. Ui da. Cái gì sao đẩy ghê vậy? Tôi biết nghe thế nào có chuyện này mà. Anh có biết cô ta bị nhiều người tố cáo quấy rối lắm rồi. Ai tố cáo tôi hả? Báo công an chị bây giờ đó. Bệnh hoạn biến thái gì đâu á. Tôi tuyên bố lần nữa cô bị đuổi việc đi về. Mà Niên, anh đừng có đuổi em. Tại vì đây là lần đầu em không có kinh nghiệm á. Anh cho em một cơ hội thôi. Em sẽ làm cho anh sung sướng. Cô đừng có làm cái nghề ô xin này để người ta coi thường nha. Hơn nữa tôi với cô đều là phụ nữ đó.